Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với Adam Mobile Mọi người mua máy thì liên hệ qua số Zalo 999 hoặc địa chỉ Facebook fanpage là Adam Mobile Ok, bây giờ mình giới thiệu chi tiết từng máy với mọi người Nhất là con Samsung Tab A8 này Đây là hai con máy trước Tết bên em cũng đã bán rồi Bây giờ thì đợt đấy gần Tết Bên em có ship cho những khách Anh ấy đặt hai con, con 350 000 và con 500 này Nhưng mà do anh ấy về quê, anh ấy ăn Tết nên là anh ấy không nhận được máy bây giờ bên giao hàng mới hoàn được lại cho bên em à, anh ấy không lấy nữa thì bây giờ em sẽ bán thanh lý lại cho mọi người nhé à, con này nó là con tab A8 này model của nó T295 thì con này là email 141 này 350 nghìn nhé còn con này là email là 172 500 này rồi thì em sẽ cho mọi người xem chi tiết của con 350 nghìn trước con này thì mà nó bị sọc còn đâu chức năng của máy thì ok hết nhé em bán thanh lý bằng giá men thôi Nên là cam kết mọi người là men zin và đầy đủ các chức năng Đấy, ngoại hình thì cũng có bị à, xương giam rồi, à, nó cũng có bị không, mất khai sim nhé. Thực ra con này vẫn nhận sim các thứ bình thường, mọi người chỉ cần mua khai sim, nắp sim và nhận được sim bình thường thôi nhé. Đấy. Màn hình thì không có bị xước gì đâu, Đấy. hiển thị cũng, cũng uh, đẹp, nó không bị ám mố. Chỉ duy nhất là nó bị sọc ở dưới, Đấy, nó có mấy đường sọc chỉ nhỏ này. Nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến cảm ứng đâu nhé, cảm ứng thì ok. Hết. Đấy, màn thì rất là trong, ngoài đường sọc ngoài ra thôi, còn nó rất là trong, không có ai mố gì cả. Con này màn rộng 8 inch nhá và chức năng thì ok hết. Ra một con này nó là RAM 2 GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32 GB. À, các ứng dụng cơ bản như Zalo, Facebook, TikTok, YouTube thì chạy rất là ok nhá. Wi-Fi mọi thứ, mọi thứ đều căng nét hết. À, bán em bán người 350 000 này. Còn con này giá là 500, chức năng của máy thì nó ok hết nhá, chỉ có ngoại hình cá xấu thôi. Email của nó 172 nhá. À, ngoại hình này, đó. Nói chung là nó bị xước uh, móp khá là nhiều đây này. À, vỏ nó đằng sau nó bị vênh này ngoại hình hơi cá sấu em bán giá 500 này thì đúng bằng cái tiền màn của hình của nó thôi cái vỏ của nó này nó bị nứt đây là con này vỏ thì hơi cá sấu nhưng mà cái màn hình thì đẹp màn hình không xước không ám mối gì đâu em bán đúng bằng giá màn nên là cam kết mọi người là màn đẹp nhé không có bị ám mối gì cả con này ram của nó cũng là ram 2 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32 mươi g nhé chức năng ok hết khai sim nước thì con này nó vẫn còn đầy đủ hết Đấy, xem hai bộ nhớ 32 này Đấy, em bán rồi 500 nhé Đấy. còn con này là con uh, Vsmart Star 5 này con này uh, nó là bản giam 3 bộ nhớ 64 Đấy. con này uh, máy Star 5 nhưng mà hộp doi 4 nhé Đấy. em bán với người giá là 1 triệu 3 cho bản giam 3 bộ nhớ 64 nhé con này có hai màu màu đen và màu xanh Đấy, màu đen hay màu xanh thì đều đẹp như nhau cả Đấy, đẹp keng luôn không có bị uh, cấn móp gì đâu nhé chân sạc type có hỗ trợ sửa nhanh, màn hình đẹp, không xước, không ám mối gì cả, nhìn thị nét căng luôn nhé Đấy, RAM con này nó là RAM 3GB. Và đây này, của nó này, 3GB. Và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64GB nhá. Lưu trữ 64GB. Pin trâu nhé pin 5000, chức năng của máy ok hết. Đây, con này thì có củ sạc nhanh 3.0 18W đi kèm này cáp sạc tai nghe đầy đủ nhé Con này nó chỉ thiếu miếng dán cường lực của ốp lưng thôi. Mọi người lấy thì em sẽ tặng thêm miếng dán cường lực của ốp lưng cho mọi người. Đấy, giá của phiên bản RAM 3 bộ nhớ 64 là 1 triệu nhé Còn qua này là cũng là con máy tana hộp rơi 4 này. Con này em bán cho người giá là 1,250 rẻ hơn 50.000 bởi vì nó là RAM 3 bộ nhớ 32 nhá. Con này à, bộ nhớ của nó thấp hơn nên em bán rẻ hơn nhá, à, 50.000. Đấy, có, cũng có hai màu, màu xanh và màu đen nhá. Và đều đẹp như nhau cả màn hình đẹp, không xước, không ám mố cả. hiển thị nét căng nhé Con này RAM uh, của nó RAM 3GB đây. Và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32GB. Bộ nhớ thấp hơn em thấp hơn 50.000 nhá. phụ kiện đi kèm thì cũng có củ sạc nhanh 18W 3.0 này, cáp sạc tai nghe đầy đủ nhá. Và cũng tặng thêm miếng rắn cường lực ốp lưng cho mọi người. Đấy, giá nào? 1.250 cho phiên bản RAM 3 bộ nhớ 32 nhé Còn con này là con uh, Xiaomi Redmi 10A bản Việt 2 sim nó là một triệu ngoại hình của này nó chỉ hơi sức nhẹ thôi chứ không cần móp gì đâu ngoại hình thì còn khá là đẹp màn hình đẹp nhá không xước không a mô đi cả hiển thị nét căng luôn con này ra uh, của nó là RAM 4 cộng 1 gb nhá đây mọi người chờ chút em sẽ cho mọi người xem thông số của máy uh, 4 cộng 1 gb này và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64 ghi chức năng ok hết là dòng này bị rất là trâu nhá nó là một triệu tư này con này con Oppo F11 bản Việt 2 sim người 12 triệu 3 nâng con này uh, jean đẹp Việt đẹp nhá Nói chung ngoại hình con này thì còn rất là đẹp màn hình đẹp không xước không ám ố cả hiển thị nét căng luôn ừ, hiển thị trong veo nhé và con này nó là, nó là phiên bản cấu hình cao của dòng uh, Oppo F11 Đấy, ra của nó 8 g và bộ nhớ là 512 trăm mười mọi người thoải mái lưu trữ dữ liệu nhé đây là phiên bản cấu hình cao nhất của dòng Oppo F11 nhé bán người là hai triệu ba RAM 8 bộ nhớ 512 GB, thoải mái lưu trữ dữ liệu. Con này là con uh, Redmi Note 11 nhé, bản Việt 2 SIM mà cũng là 2 6 Ngoại hình con này cũng gần như là đẹp keng rồi, nâng đẹp, viền đẹp này. Chân sạc tai C si có hỗ trợ sạc nhanh nhé. Nét căng luôn, không có một tí vết đâu cả, màn hình đẹp không xước không ám mố gì cả hiển thị này nét căng ra một con này nó là ra 4 g RAM 4 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128 g nhá. Đấy RAM 4 bộ nhớ 128. Pin châu và 12 triệu 6 này. Con này là con uh, Oppo A83. À, xin lỗi mọi người là A38 nhé Bản Việt 2 sim và người là 2 triệu rưỡi nhá. Màu con này rất là đẹp luôn. Đấy, màu vàng chanh này, mọi người nghiêng nó đổi màu rất là đẹp nhá. Nâng đẹp viền đẹp với ngoại hình con này đẹp can luôn nhé Không có một tỷ vết đâu cả, màn hình đẹp xuất sắc luôn không một vết xước và không một vết đá mố này nhá hiển thị nét căng và cấu hình con này cũng rất là ngon con này ra uh, của nó nó ra 4 cộng 4 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128 g pin 5 nhá màn rộng 6,56 uh, inch này Đó. con này thiết kế rất là đẹp bảng người hai triệu rưỡi này Oppo A38 nhé con này con Oppo A94 này bản Việt 2C, bản này 2 sim bảng người 3 triệu 2 nâng đẹp viên đẹp nói chung là ngoại hình thì cũng nét căng luôn, màn hình đẹp nhé, con này cũng là màn hình AMOLED này. Đẹp không có bị ám mố gì cả, Đấy, trong veo luôn. Đấy, con này ram uh, của nó là ram uh, 8GB nhé Đây. Ram 8 cộng 8GB luôn. Đấy, bộ nhớ ram của nó là 8GB và nó có thể mở rộng thêm uh, 8GB ram nữa. Và bộ nhớ lưu trữ là 128GB. Pin của nó là 4310 này. Đấy, màn rộng 6.43 inch. Nói chung là màn hình AMOLED đây là màu sắc đẹp và một thứ mượt mà nhé à, người là 3 triệu 2 này con này con Oppo Reno 3 này bản Việt 2 sim mà người 2 triệu 8 nâng đẹp viền đẹp cho ngoại hình đẹp kem nhé chân sạc Type-C si. có hỗ trợ sạc nhanh màn hình AMOLED đẹp không xước không ám mố gì hiển thị nét căng nhé chạy thì rất là mượt mà luôn con này RAM uh, của nó là RAM 8 cộng 3GB này và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128GB nhé Oppo Reno 3 À, này 2 triệu 8 này. Con này con uh, Samsung A10 này. Email của nó 798 bản Việt 2C mà này 600. Con này cam bị mờ. Còn đâu chức năng khác thì ok nhé. Cam mờ nó do này, vỏ nó xước xấu này. Đúng Ngoại hình con này thì hơi ca xấu. Màn hình không xước. Nhưng mà hiển thị màn hình thì nó cũng hơi ố nhẹ một chút này. Đó. Giang của con này nó là giam 2GB. Và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32GB. Các ứng dụng cơ bản đều chạy ok nhé. Bằng người 600 con này cũng là con A10 này IMEI của nó là 152 bản Việt 2 sim Đấy, bán người 600 con này tình trạng như con kia nó cũng cam nó cũng màu Đấy, vỏ thì cũng có bị xước răm rồi hai con tình trạng như nhau bán bằng tiền nhau nhé màn hình thì không xước nhưng cũng có, cũng có bị ốn nhẹ ở đây một chút Đấy, giam của nó cũng là da 2G và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32G nhé Đấy. hai con tình trạng như ra nhau em bán bằng tiền nhau 600 nhé con này là con A32 IMEI của nó là 631 bản Việt 2 sim nó là 2 triệu 9 nâng đẹp viền đẹp nhá ngoại hình nó cho mà... gần như đẹp keng rồi màn hình AMOLED nhá không xước không ám ố gì cả rất là mượt mà cấu hình ngon ram 6 bộ nhóm 28 pin trâu nhá pin 5.000 về 2 triệu 9 này có con này con S9 Plus này email của nó là 920 bản hàn một sim nó là 2 triệu rưỡi nhá Đấy, nâng có thay rồi nó cũng có bị uh, sơn một chút nhé viền thì cũng có bị xước móp rồi nó hơi xước móp nhẹ một chút màn hình thì đẹp màn hình thì không có bị đá mối thì là màn hình OLED cong nhá hiển thị trong veo ram con này nó ram 6 bộ nhớ là 64 gb s 9 plus nhé bằng người triệu rưỡi này con này là con S21 này, 2C, là s 21 plus 5 g này bản mỹ 2 sim bằng người là sáu triệu nâng đẹp viền thì hơi sức nhẹ tí ti thôi này, này hơi chảy nhẹ tí ti thôi nhé chứ không có bị cần móp sâu đâu màn hình đẹp màn hình thì trong veo luôn, không có một chút ám màu nào cả. Màn hình 120Hz rất là mượt nhé Ram 8, bộ nhấm 128 S21 Plus. Giá nguyên là này. Con này là con đốt 20 Ultra 5G bản Mỹ 2 SIM và 18/6 nhá. Đấy màu vào, cà phê nhìn rất là đẹp nhá. cam kiaếc này, rất căng luôn. Đừng đẹp, viền thì chỉ có một vài vết uh, chấm kim thôi, chứ không có bị phờ mó gì đâu. Hơi chấm chấm một chút thôi nhé Màn hình đẹp không xước không ngá mối gì cả bàn có này cũng là bàn 120 trăm rất là mượt mà ra 12 bộ nhớ 128 trăm chạy cực kỳ mượt và cam con này thì cực kỳ là chất nhé Đấy, cam này nét căng luôn và zoom tối đa là 50 x nhé zoom 50 x con này à, bán người giá là tám triệu sáu trên đây là những máy hôm nay bán người mọi người này máy gì thì cứ nhắn qua zalo số không ba bốn em nhé ok cảm ơn mọi người nhé chào mọi người